Ok, thế thì bây giờ bây giờ thầy sẽ chữa bài 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 này nhỉ, chữa bài này nhỉ. Ok. Ở bài tập này thì có yêu cầu như sau. Đầu tiên tạo một file SQL có tên là lab1.sql. Hai là tạo một cơ sở dữ liệu có tên là db-lab1. Ba là trong cơ sở dữ liệu db-lab1 này tạo các bảng và thiết lập các dòng mục pkfk theo sơ đồ bên trên. Nghĩa là người ta đã tạo sẵn cho mình một cái sơ đồ rồi, cái chi tiết rồi, và mình chỉ việc làm để làm sao nó ra được cái sơ đồ này, là cái database đây, cái database diagram này là được. Ok, thế bây giờ thầy sẽ làm cái này nhé. Solution practical. Đầu tiên ta cần tạo một database đã. Create database. Ở đây người ta có yêu cầu là database được tạo với tên là db lab 1. Đây thì gạch dưới là tên lớp nha. C21082. Tạo xong thì mình cần lưu ý là phải use nó luôn nhỉ. Use db51 ở đây. Thầy nhắc lại là khi tạo xong ấy là mình phải use nó luôn nhỉ. Use nó luôn. Đấy. Sau đấy thì bắt đầu chúng ta mới 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 tạo các cái bảng. Thì ở đây người ta đã cho sẵn cái DD, mình chỉ việc nhìn vào đây để mình tạo bảng thôi. Và tất nhiên là chúng ta sẽ tạo bảng theo theo thứ tự lần lượt ở đây cũng được. Ví dụ như ở đây thầy sẽ bắt đầu từ bảng subjects nha. Subjects. Create table subjects. Nếu mà số lượng cột nó ít thì mình có thể đặt nó trên một hàng cũng được. Còn nếu mình muốn nó dễ nhìn hơn, mình có thể đặt nó trên nhiều hàng nhỉ. Subject ID kiểu in. Và các em sẽ nhìn thấy có một cái khóa chính ở bên cạnh. Chứng tỏ anh này sẽ được đặt khóa chính ở đây. Vậy ta phải để là not null nhé. Not null. Subject name n va cha 50. Subject name n cha 50. Bảng này có hai cột thôi. Xong rồi ta sẽ bôi đen và chạy luôn. Ta sẽ check thử luôn nó sẽ nó ở đâu nha. Khi vô đây để ta sẽ refresh ta sẽ cái này. Đây. Đó. Rồi sau đó ta tạo bảng tiếp theo là bảng max table max. Ở đây có ba cột đều kiểu in cả. Mark subject ID và student ID. Mark kiểu in subject ID
À, cút cờ in và student ID cũng kiểu in. Ở đây thì không, chúng ta không thấy có biểu tượng khóa chứng tỏ bảng này nó không không có thiết lập PK cho bảng này. À. Đó. Bảng mắc này. Bảng thứ ba là bảng student. Student. Bảng này có student ID kiểu in nhưng mà đặt khóa chính ở trên đó nên ta sẽ để not known nha. Student ID kiểu in nôn này. Các em nhớ là phải để nó nôn nôn nhé, bởi vì nếu không thì mình sẽ không đặt được PK trên nó. Yêu cầu của việc đặt PK trên cột hay các cột là các cái cột đấy hay là cột đấy nó phải là cột nó nôn. Dạ, nó nôn. Nghĩa là mình không được để trống, không được để trống trên trên cột đấy. Student name N350. Age kiểu in và email kiểu vacha 100. Rồi ta xong việc tạo bảng students. Bây giờ ta sẽ sang tạo bảng thứ tư là bảng class student. Bảng này cũng không không có PK. Student. Student ID kiểu in và class ID kiểu in. Class ID. Đấy. Và bảng thứ 5 là bảng classes với class ID để nó sẽ được để PK đấy, đó là classes. Class ID in not new. Class name N350. Đó, như vậy ta tạo xong 5 bảng nha. Bây giờ ta sẽ tạo các cái ràng buộc khóa PK và FK để có được cái DD tương ứng. Thì ta phải tạo PK trước, FK sau nhá. Tạo PK và FK. Tạo PK trước, FK sau em nhé. Chúng ta sẽ xem bảng nào có PK thì mình thiết lập PK. Đây là subject trước nhỉ. Enter table subjects add constraint pk trên cột select đây trên cột subject id kiểu primary key cột subject id. Như vậy xong rồi khóa chính trên bảng là subject đi à subject nha. Theo là khóa chính ở trên bảng students. Enter table student
constraint pk student id. Để xem nữa nha. Nào, gọi student id. Primary key trên cột student id. Thế. Và khóa chính thứ ba là khóa chính ở trên cột class id của classes. Enter table classes. Classes add constraint pk trên cột class id đó. Primary key trên cột class id. Như vậy ta xong các cái pk. Thầy ơi, thầy nói qua cái phần PK được À, kiến thức về PK em. Kiến thức về PK trên này đây PK đây hồi trước chúng ta có học được đấy. Thì cái PK nó là viết tắt của chữ primary key. Chúng ta dịch sang tiếng Việt lại khá là ta dùng là từ khóa chính. Khóa chính thì mục đích của khóa chính là để phân biệt các cái hàng dữ liệu hay là các cái bảng ghi của bảng của bảng nhé, của một bảng nào đó. Bảng đó nghĩa là nếu ta đã thiết lập PK cho bảng đấy rồi ý, thì chắc chắn một điều là các bảng ghi trong bảng đó sẽ không bao giờ giống nhau được. Như vậy có nghĩa là nó sẽ phân biệt được tất cả các bảng ghi trong bảng đó vào với nhau. Phân biệt được. Điều này có nghĩa là người ta sẽ nói đến một cái khái niệm gọi là toàn vẹn dữ liệu. Khái niệm trong database gọi là toàn vẹn dữ liệu, có nghĩa là cái dữ liệu nó sẽ không 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 bị xung đột với bất kỳ một cái dữ liệu, tức là các cái bảng ghi trong bảng hay là từng bảng ghi trong bảng nó sẽ không bị xung đột với bất kỳ, hay là nó không 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 có sự nhầm lẫn với bất kỳ một bảng ghi nào khác ở trong trong bảng cả. Nên người ta gọi là toàn vẹn dữ liệu. Còn chúng ta nói đơn giản là nó sẽ dùng để nó sẽ phân biệt được các cái bảng ghi trong bảng. Thế. Ngoài ra thì nó còn có một số các cái ích lợi nữa nữa như là nó sẽ là được dùng để làm cơ sở cho việc thiết lập liên kết bảng, tức là thiết lập các cái tham chiếu từ bảng này bảng kia, thì buộc phải có khóa chính để thiết lập được các cái tham chiếu đó, hay gọi là thiết lập liên kết bảng. Thế và một cái ích lợi nữa mà khóa chính mang lại đây là thì đây là cái cách thức khóa chính là cái cách thức để gọi là đánh chỉ mục, tức là index chỉ mục hay mục lục đấy cho các bảng ghi của bảng. Thì cái việc đánh chỉ mục này nó sẽ giúp cho cho cái việc tìm kiếm dữ liệu trong bảng nó sẽ được nhanh hơn. Nó sẽ được nhanh hơn. Nó giống như là có một cuốn sách dày khoảng 100 trang chẳng hạn, thế đại khái là có một cuốn sách, và bây giờ mình muốn tìm một cái mục một nội dung nào đó thì thay vì mình sẽ tìm kiếm từng trang một hay giỏ từng trang một chẳng hạn thế để mình tìm, thì mình chỉ việc vào phần mục lục để mình tìm thôi, xem là cái phần nội dung đó nó nằm ở trang bao nhiêu, thì mình chỉ giỏ lên trang đấy là xong. Thì đấy thế đó, đấy thế là các cái bảng ghi của bảng nó sẽ được
đánh chỉ mục hay là đánh lục lục. Thế sau đó thì nếu ta cần tìm dữ liệu trong bảng thì ta chỉ việc vào cái phần mà đã được lưu lưu phần chỉ mục để ta sẽ tìm ở trong đấy. Thực tế là không phải là ta đâu mà là hệ thống. Và cái này là hệ thống nó sẽ tìm cho mình. Nó sẽ tìm theo kiểu như thầy nói là vào trong phần mục lục để nó tìm. Chứ nó không tìm từng bản ghi một, tìm được bản ghi một nó hiệu suất tìm kiếm nó rất là kém, thấp. Đó. Kém và thấp như vậy thì thực ra nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tìm kiếm dữ liệu thôi. Và nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng của toàn chương trình, sự thân thiện của ứng dụng với người dùng. Đấy. Một điều nữa, đặc điểm của PK là cái một bảng ấy, một bảng thì chỉ được phép có một một PK thôi, không được phép có nhiều hơn một. Nhưng mà PK thì có thể được đặt ở trên nhiều cột, tức là cái khóa chính có thể được đặt ở trên nhiều cột, miễn miễn là cái cột hay tập cột đấy nó phải là non luôn. Nó phải là non luôn nha. Nếu mà nó là null ấy, thì hệ thống sẽ không cho phép đặt, bởi vì null thì nó chẳng có giá trị gì để mà kiểm soát cả. Nó có giá trị đó. Thì đây là cái cơ bản về 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 về, về khóa chính nha. Chính như này tức là primary key, tức là PK nha. Còn cái khóa ngoại thì là viết tắt, tiếng Anh là tôi dùng là từ foreign key. Foreign key thì viết tắt là FK. Thì đây chính là cái cách thức để ta thiết lập liên kết bảng hay là tham chiếu dữ liệu bảng. Thì khóa ngoại là một cách thức để là cái cách thức để ta đảm bảo được cái người ta gọi là toàn vẹn tham chiếu. Toàn vẹn tham chiếu có nghĩa là thông qua khóa ngoại thì ta sẽ nắm được thông tin một cách chi tiết, thông chi tiết để nắm để có được cái thông tin chi tiết của một cái anh bạn nào đó mà thông qua ID hay là thông qua cái phần dữ liệu đại diện, thường là mã, ví dụ mã sinh viên hay là mã môn học như thế. Và một bảng thì có thể có nhiều FK, có nghĩa là trong một bảng thì ta có quyền thiết lập nhiều khóa ngoại, miễn là nó đủ để nó tham chiếu đến các cái bảng để nó có được thông tin đầy đủ mặt dữ liệu. Ok chị em, được chị em. Được, được chị em ơi. Dạ được rồi ạ, được rồi ạ. Ok. Đấy. Rồi, đó. Như vậy là ta đã tạo được xong ba khóa chính nằm trên ba bảng nha. Là Subject, Students và Classes. Thì khỏi Covid lâu rồi nhưng mà tại sao vẫn ho đến tận hôm nay? Bây giờ chúng ta sẽ sau khi tức là việc thiết lập khóa chính và khóa ngoại thì chúng ta sẽ phải đầu tiên chúng ta phải tạo khóa chính trước nha. Tạo khóa chính trước thì nó mới có cái cơ sở để tạo khóa ngoại. Và tạo khóa ngoại sau. Bây giờ chúng ta sang phần tạo khóa ngoại nha. Thì khóa ngoại sẽ được đặt ở trên cái bảng mà ta cần cần tham chiếu sang bảng khác để có được thông tin đầy đủ. Thì ở đây tất nhiên là ta sẽ cần thiết lập khóa ngoại trên bảng max, và cụ thể ở đây là ta thiết lập khóa ngoại đặt trên cột subject ID để ta tham chiếu trong bảng subject để có được thông tin đầy đủ của môn học, đúng không? Đấy.
chứ mình không cần phải đặt khoáng ngoại trên subject, vì đặt đặt khoáng ngoại trên subject thì để nó tham chiếu chính nó thì nó lại không không nó lại thừa, nó lại thừa, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Dạ, nó không có ý nghĩa trong trong thực ra thì có một số các cái tình huống người ta gọi là tham chiếu đến chính nó, gọi là tham tham chiếu tự thân. Dạ, hay là mối quan hệ tự thân, thì cái đó thì nó sẽ là một trong những kỹ thuật nó sẽ hơi phức tạp một chút. Tức là dữ liệu tham chiếu đến chính dữ liệu đấy, hay là bảng đó tham chiếu đến chính nó. Thì có nhá, có cái loại đấy gọi là con mối quan hệ tự thân. Tuy nhiên thì ở đây thì thầy sẽ cho chúng ta mới học nên chúng ta chưa 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 đi sâu và chưa đi được cái phần đó. Vì thế mà ở đây chúng ta sẽ đơn giản là cái bảng mắc này nó có chứa subject ID. Vậy muốn biết thông tin chi tiết của môn học của subject thì nó phải tham chiếu đến bảng subject. Điều đó có nghĩa là mình cần phải thiết lập một khóa ngoại ở trên cột subject ID. Đó, khóa ngoại để tham chiếu mà. Đó. Đấy. Tương tự như vậy, ở đây ta muốn biết là cái điểm số nó là thuộc về sinh viên nào thì ta phải tham chiếu đến bảng student thì mới biết được là sinh viên nào. Vậy có nghĩa là mình sẽ cần phải đặt một khóa ngoại nữa trên cột student ID này để nó tham chiếu đến bảng thì đến bảng student thông qua cột student ID để biết được thông tin chi tiết. Đấy. Vì thế mà trong tình huống này chúng ta sẽ thiết lập khóa ngoại là chúng ta phải nắm được cái vấn đề là khóa ngoại trên bảng nào, trên cái bảng mà mình cần tham chiếu đến bảng khác. Đấy, đơn giản là như thế thôi. Khi mình cần tham chiếu dữ liệu sang ở bảng khác thì có nghĩa là ở bảng đấy mình phải thiết lập khóa ngoại. Vậy bây giờ ta sẽ thiết lập một khóa ngoại đặt trên cột subject ID và nó sẽ tham chiếu đến subject ID ở bảng subject. Sẽ có là enter table max add add constraint fk trên cột subject ID kiểu của ràng buộc là foreign key, và foreign key này được đặt trên cột subject ID đấy, kiểu như thế, và tham chiếu tới cái bảng subjects tại cột subject ID. Đấy, này kết thúc các bạn. Nên có nghĩa là sửa cái bảng max thêm một cái ràng buộc constraint, ta dịch sang tiếng Việt nó gọi là ràng buộc nha. Ràng buộc có tên là như này, tên này tất nhiên là do mình tự đặt thôi. Kiểu ràng buộc là foreign key, tức là khóa ngoại. Ràng buộc này được đặt trên cột subject ID và nó được tham chiếu, tức là references, có nghĩa là tham chiếu tới cái bảng subjects tại cái cột subject ID. Tiếp tục ta sẽ tạo một cái khóa ngoại nữa cũng trên bảng max nhưng mà tại cột student ID. Vậy ta có enter table max add constraint fk sub student ID foreign key trên student ID references tới students tại cột student ID.
tiếp tục nhé. Tiếp theo ta sẽ có một cái thiết lập FK trên Class Student. Thì trong đây ta có hai cột Student ID và Class ID. Thì cái Student ID này ta sẽ thiết lập phóng ngoại trên nó để nó tham chiếu đến Students. Tham chiếu đến Student nhé. Đây chúng ta sẽ phân tích một chút là tại sao lại có cái bảng class student này, nó lại chỉ chứa mỗi student ID với cả class ID là như là sao lại phải có nó. À, đấy thì ở đây một một sinh viên, tức là theo như thế cái này thì một sinh viên có thể học ở nhiều lớp. Đó, có thể học ở nhiều lớp. Và một lớp nào đó thì tất nhiên là sẽ có nhiều sinh viên. Dạ. Tức là mối quan hệ giữa sinh viên và lớp nó sẽ là mối quan hệ nhiều nhiều. Dạ, nhiều nhiều. Thì lúc này cái bảng Class Student này nó sẽ chứa cái thông tin chi tiết là sinh viên này học ở lớp nào. Dạ. Rồi học học ở những lớp nào. Đấy. Hay là cái lớp này nó gồm có những sinh viên nào. Lúc này cái bảng Class Student nó cho ta một cái thông tin chi tiết. Thì dựa vào Student ID và Class ID ta sẽ biết được chi tiết là sinh viên này học ở những lớp nào, hoặc là lớp này chứa bao gồm có những sinh viên nào. Đấy. Rồi, vậy thì ta sẽ cần thiết lập phóng ngoại trên cột student ID để nó sẽ tham chiếu với student, nắm được thông tin chi tiết của sinh viên. Đó. Thì ở đây thầy sẽ tạo phóng ngoại, tức là cùng một câu lệnh nhưng mà thầy sẽ tạo hai phóng ngoại nha. Enter table class student. Constraint FK student ID. À, trên này có FK student ID rồi. Thì ta sẽ đặt cái FK student ID 1 chẳng hạn. Kiểu foreign key trên cột student ID. Reference. References tới bảng students tại cột student ID. Ở đây phải nhé, phải, không phải, phải đâu, phải. Vì vẫn thuộc cùng một câu lệnh đang tạo hai hai dòng buộc đấy. Dòng buộc thứ hai là dòng buộc thiết lập trên cột class ID fk class ID foreign key class ID references tới classes tại cột class ID. Câu lệnh mà cho phép ta có thể cách thức cho phép ta cùng một câu lệnh có thể tạo nhiều dòng buộc.
Bây giờ ta sẽ xem cái kết quả, tức là cái database diagram thì chúng ta sẽ kích xem. Đó, ta sẽ được kết quả như này. Từ subject đi đến mark này, mark đến student, student đến class, student, class, student đến classes. Theo như kịch bản ở đây, subject đến max, max đến student, student đến class, student, class, student đến classes. Để chúng ta có thể tắt tắt cái DD đi. Như vậy mình thấy nó ổn rồi. Thì mình có thể tắt nó đi. Và như vậy ta đã xử lý xong các vấn đề liên quan đến tạo database, tạo bảng, tạo PKFK. Và bây giờ chúng ta sẽ insert dữ liệu. Thì dưới đây chúng ta sẽ chèn dữ liệu ý thứ tư, chèn dữ liệu chúng ta sẽ chèn dữ liệu theo quy tắc là chèn vào bảng PK trước, tức là bảng chứa PK trước, bảng chứa FK sau. Student là bảng chứa PK và không chứa FK. Chúng ta chèn dữ liệu vào bảng student này trước nhé. Insert và student values. Một, Nguyễn Quang An. Mười tám, An Ninh. Mười tám, An A còng, Nhi A, U chấm còng. Hai, Nguyễn Công Vinh. Hai mươi, ba, Nguyễn Văn Quyến. Mười chín, Nguyễn bốn, Phạm Bình Minh. Hai mươi lăm, Bình đâu, Phạm Phạm Thanh Bình. Thanh Bình Bình cầm con. Và năm, Nguyễn Văn Tài em 30. Tại em mà cầm spot cho mình. Thế. Insert tiếp theo vào bảng Classes, bảng này cũng là bảng chứa khóa chính, không, khá là bảng này không chứa FK.
assist vẫn đây, dữ liệu nó ngắn nên ta sẽ để cho một hàng thôi, một à 1706L. Hai à, C1706 C1708G C1708G. Đấy. Tiếp theo là insert vào bảng subject, bảng subject bảng này không chứa FK. Values 1 SPL hai là Java, ba là C, bốn là Visual Basic. Đấy, như vậy ta đã chèn xong dữ liệu vào các cái bảng chứa 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 các cái PK. Nào, bây giờ ta sẽ insert vào bảng bảng chữ FK. Last đi. Insert vào last student values 112132 1 1 2 3 2 4 2 5 2 4 2 5. Đấy. Và cuối cùng ta chèn dữ liệu vào bảng max, insert và max values tám một một bốn hai một. Chín một một bảy một ba. Ba một bốn năm hai năm. Tám ba ba một ba năm. À, 3 3 2 4 dài thì đấy này. Như vậy ta đã chèn dữ liệu vào trong tất cả các bảng và theo đúng quy tắc là PK chép FK sau. Ý thứ sáu à, ý thứ năm là hiển thị danh sách tất cả các học viên. Cái này thì thực ra thầy có làm hồi trước có làm một vài lần rồi. Ta chỉ select sao from học viên theo liên quan đến bảng student này thôi. Student đấy đúng không? Sao hiển thị danh sách tất cả các môn học tương tự thôi. Select sao from môn học tức là subjects. Đấy, đó thì về nhà thì thầy cho các cái ý từ 1 đến 6 thôi.
Còn ở đây có các ý 7, 8, 9 thì là bây giờ thầy sẽ chữa, đồng thời cũng là kiến thức của kiến thức mới luôn các em nhé. Thứ 7 luôn nhỉ. Ở đây sẽ có một cái yêu cầu là tạo một cái ràng buộc check để kiểm tra độ tuổi nhập vào trong bảng student, nó phải nằm trong khoảng 15 đến 50. Thì đây ta có một cái kiến thức đó chính là cái ràng buộc check. Thì chúng ta có hai ràng buộc ở bên trên, đó là ràng buộc PK và ràng buộc FK. Đó, PK và FK. Thì ở đây có một ràng buộc nữa gọi là ràng buộc check. Cái ràng buộc này nó có nhiệm vụ là để kiểm soát dữ liệu đầu vào, có nghĩa là khi ta input ta insert dữ liệu vào trong các bảng ấy, thì nếu ta muốn kiểm tra xem những dữ liệu đó nó có điều gì gặp, đại khái là nó có chuẩn không, nó có hợp lệ hay không. Thì lúc này ràng buộc check nó sẽ là cái ràng buộc mà được dùng để làm điều đó, để kiểm soát điều đó, để kiểm tra điều đó. Đấy. Thì cái cách thức để sử dụng ràng buộc check thì thầy cũng sẽ làm luôn thành thành cái ý 7 này nhé. Ở đây người ta bảo là tạo ràng buộc check để kiểm tra xem tuổi nó phải nằm trong khoảng này, khoảng 50. Thì lúc này ta sẽ enter thôi, enter table. Ta định ở đây người ta muốn mình là kiểm tra cái tuổi nhập vào, tức là cái tuổi tuổi tức là cái cột đây chính là cái cột age, và cái cột này nó nằm trong bảng student. Vậy có nghĩa là mình sẽ cần phải enter table student. Và mình add thêm một cái constraint tên là CK đi, CK age, cũng như là kiểm tra tuổi đấy, kiểu kiểu là kiểu check, kiểu ràng buộc là check. Và bên trong cặp ngoặc tròn này chúng ta sẽ đưa vào cái điều kiện để kiểm tra. Đó, kiểm tra. Người ta yêu cầu là tuổi phải nằm trong khoảng 15 đến 50. Vậy có nghĩa là tuổi phải lớn hơn 15. N tuổi phải nhỏ hơn 50. Thì ở đây các cái phép toán, các loại phép toán mà chúng ta đã từng học ở trong C thì hoàn toàn chúng ta cũng đưa được vào trong đây. Dạ, nó chỉ có những một số điểm khác biệt một chút. Ví dụ như các phép toán số học, cộng trừ, nhân, chia, thứ thì là chúng ta đều có thể đưa được vào trong đây nhé. Các phép toán về so sánh như là lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng. Đấy. Có phép bằng thì chúng ta dùng một số bằng nhé. Ví dụ trong C chúng ta phải dùng hai dấu bằng để so sánh đúng không? Nhưng mà trong đây thì chúng ta sẽ dùng một số bằng thôi. Và so sánh khác nhau. Thì nó tương tự như trong C, thì nó chỉ khác mỗi cái chỗ này thì so sánh bằng ấy, so sánh bằng này nó chỉ để một dấu bằng thôi. Thế rồi phép toán logic thì chúng ta trong C chúng ta có and or not đấy, tức là and này, or này, not này,
Nhưng mà trong SPL này chúng ta sẽ thay thế bằng bằng cái chữ luôn. N thì là viết N này, O thì là viết là O này, Not thì viết là Not. Dạ. Và ý nghĩa của chúng thì nó cũng tương tự như các ý nghĩa các phép toán trong C thôi. N ở đây có nghĩa là cái phép N, tức là phép đồng thời. Nghĩa là nó sẽ yêu cầu cả hai cái điều kiện trái và phải của nó phải phải đúng. À, phải đúng thì nó sẽ trả về đúng. Còn cái O này thì nó là hoặc, nghĩa là ta chỉ cần một trong hai phép toán bên trái hoặc bên phải đúng thôi là được. Nó trả về đúng, đúng. Còn cái not này là nó phủ định đấy, chuyển đúng thành sai, sai thành đúng. Thì trong SQL Server chúng ta hoàn toàn áp dụng được những cái phép toán mà chúng ta đã học trong C ở đây. Thì ở đây thầy đưa ra cái điều kiện theo yêu cầu là tuổi nó phải nằm trong khoảng 15 đến 50 khoảng, chứ không phải là đoạn. Thì có nghĩa là cái tuổi nó phải lớn hơn 15. Nếu là đoạn thì có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 15. Đây là N, N thì chúng ta viết thẳng chữ N này. Wow. N tuổi phải nhỏ 50. Nghĩa là tuổi sẽ nằm trong khoảng 15 đến 50. Đó, xong rồi ta chạy. Thì đến đây ta sẽ có được một cái ràng buộc trên bảng student. Đó là ràng buộc check. Và ràng buộc này nó sẽ kiểm soát dữ liệu đầu vào đối với cột age là nó phải nằm trong khoảng kia. Như vậy có nghĩa là trong sau sau đấy nếu chúng ta mà chèn dữ liệu nó không đáp ứng được với cái yêu cầu kia ấy là nó sẽ không cho chèn dữ liệu. Ví dụ như thầy sẽ insert vào student list. Ta xem trên này dữ liệu đang có là gì. Đây là 1, 2, 3, 4, 5. 5 đây sẽ là 6. 6 xem cái gì nữa. Họ và tên, tuổi, email, tên là Trần Văn Minh chẳng hạn, tuổi là 21, email là minh@gmail.com. Thì cái cơ lệnh insert này chắc chắn nó sẽ thực hiện được, bởi vì cái tuổi 21 này nó nằm trong khoảng 15 đến 50 nên chắc chắn sẽ được. Nhưng bây giờ ví dụ như thầy để là 14 đi chẳng hạn. Đó, các em sẽ nhìn thấy nó lập tức nó đưa ra một cái thông báo là cái câu lệnh insert này bị xung đột với cái ràng buộc check là CKH. Cho cái ràng buộc CK đây. Cái xung đột này nó xảy ra trong database này, tại bảng này và cột này. Nó rất là rõ, rất là chi tiết. À, rất chi tiết ở đây. Và dưới nó có một cái câu kết luận là statement has been terminated, có nghĩa là cái câu lệnh này đã bị ngắt, đại khái là không thực thi được. Không thực thi được. Đấy, và ta thử check xem có đúng là nó không được thi được hay không. Select from student. Đó, thì các em sẽ nhìn thấy là không có cái bảng ghi số 6. Bảng ghi có ID là 6 và vẫn là các bảng ghi cũ. Chưa? Và ta sẽ mở bên phần key của student ra.
ta sẽ refresh nó xem. Đó là một cái ràng buộc, cái mở cái phần thư mục constraint nhé. Constraints ràng buộc, ta sẽ nhìn thấy có một cái ràng buộc có tên là CKH. Nó chính là cái anh đó, thì đây đây chính là cái khi ràng buộc check, nhiệm vụ của nó là kiểm soát dữ liệu đầu vào. Ta sang câu 8 nhỉ. Câu 8 là trong bảng students thêm một cột có tên là status có kiểu bit. Thì ở ở bên trên này chúng ta đã học về vấn đề thêm thêm cột rồi. À, ta có thể áp dụng nó để thực hiện cái câu số 8 này ở phần thêm cột. Thì người ta có nói rõ ở đây là trong bảng student thêm cột, ta sẽ có là enter table students add một cái cột, người ta yêu cầu là tên là status có kiểu bit. Thế thì ta kích vào phần columns, ta check thử xem nó như nào.
Như vậy ta đã tạo được những cái cột status của vid nha. Ở đây ở ý tiếp theo của câu 8 này là sau đó thiết lập ràng buộc default 1 cho cột này, thì lúc này chúng ta sẽ có một cái kiến thức mới, đó chính là cái ràng buộc default. Chúng ta sẽ có một cái ràng buộc default. Thì cái anh bạn là một default này nó sẽ được dùng để thiết lập giá trị mặc định cho thiết lập giá trị mặc định cho cột tương ứng. Khi chèn dữ liệu vào bảng, nhưng không khi chèn dữ liệu vào bảng nhưng mà không chèn dữ liệu vào một chứa cái default, chứa cái dòng của default. Nghĩa là khi mà ta chèn dữ liệu vào vào một cái bảng thì ta có thể là chèn dữ liệu vào tất cả các cột, hoặc có thể là chèn dữ liệu vào một số cột. Thế thì trong trường hợp mà mình chèn dữ liệu vào 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 một số cột nhưng mà lại không chèn dữ liệu vào cái cột mà có chứa chứa cái dòng default ấy, thì lúc này giá trị mặc định nó sẽ được lấy và nó để vào cái cột mà mình không chèn dữ liệu vào đó. Đấy. Để cho nó dễ hiểu hơn thì tôi sẽ tạo dòng buộc đã, tạo dòng buộc default trước cái đã. Ở đây người ta muốn mình tạo ra một default với giá trị mặc định là một cho của status này. Vậy có nghĩa là ta sẽ có là table student.
thêm một cái giờ một thì sau thì thầy đặt tên nó là DS. Nó nằm trên cột status đó. Kiểu ràng buộc là default. Giá trị mặc định. For code status. Thì đây chính là cái cách thức. Cách thức nha. Cách thức để ta tạo được một dòng default. Câu lệnh này có nghĩa là tạo một sửa cái bảng student thêm một cái ràng buộc có tên là df status và kiểu của nó là kiểu default. Giá trị mặc định là một cho cột status. Thì khi mà ta select sao from student lúc này chúng ta sẽ thấy rằng bảng sẽ có thêm của student với các giá trị đây là null null hết, nghĩa là nó sẽ không thiết lập giá trị mặc định là một cho những cái bảng ghi mà đã có sẵn, mà nó chỉ thiết lập giá trị mặc định khi ta chèn dữ liệu rồi. Khi ta thực hiện thì thao tác chèn dữ liệu, nhưng mà không chèn dữ liệu vào cột chứa default. Còn đâu những bảng ghi mà đã có rồi thì nó sẽ ở chế độ là null. Nó không có chuyện gì. Đấy. Bây giờ mình sẽ chèn dữ liệu vào bảng này. Một bảng ghi nữa, bảng ghi nha. Insert vào student. Nhưng mà thầy chỉ chèn vào hai cột là student ID và student name thôi. Student ID, student name. Chèn values 6 này. Trần Văn Minh này. Đấy. Sau đó thì ta sẽ truy vấn. À, thì các em sẽ thấy rằng là ở cái cột age ta không chèn dữ liệu nên nó để là null. Email không chèn dữ liệu nó để là null. Nhưng mà cái status này ta không chèn dữ liệu vào nó lại mới là một. Cái một thì nó chính là cái giá trị mặc định ở đây. Đấy, yeah. Thì đó chính là cái tác dụng của default. Đó là nó sẽ lấy giá trị mặc định nó để vào cái cột tương ứng khi khi mà cái cột đấy không được chèn dữ liệu. Cột đấy mà không được chèn dữ liệu là nó sẽ lấy giá trị mặc định nó để vào.
Đó thì đấy là cái ràng buộc default. Bây giờ thì còn một ràng buộc nữa thì thầy ở đây thầy cũng sẽ nói luôn nha. Ràng buộc unique, unique có nghĩa là duy nhất, dùng để thiết lập cái thời gian nó sẽ được dùng để nó được kiểm tra cái tính duy nhất của dữ liệu, hay là thời gian nó chính xác hơn, nó được dùng để đảm bảo cái tính duy nhất của dữ liệu, có nghĩa là dữ liệu được đưa vào nó là dữ liệu duy ví dụ như là một sinh viên đã có một cái email vào đó rồi thì sẽ không có chuyện là email đấy sẽ giống với một email nào đó khác. Tức là email nó phải là duy nhất, hoặc là số điện thoại của sinh viên nó phải là duy nhất, nó không thể giống với số điện thoại của sinh viên khác được. Kiểu thế. Thế thì trong một cái nick này nó sẽ đảm bảo cái thứ duy nhất đấy, có nghĩa là khi mà mình định chèn một cái bản ghi nào đó vào trong đó cái email chẳng hạn, mà nó lại giống với cái email của sinh viên đã có sẵn, là nó sẽ báo lỗi và nó không cho insert. Đấy, ví dụ như ở đây thầy sẽ thiết lập cái ràng buộc duy nhất để đảm bảo cái tính duy nhất cho email của sinh viên. Email của sinh viên thì ta làm như sau này. Portrait table students f constraint un trên cột email kiểu init và đặt trên thiết lập cho cột email. Thì đến đây mà mình insert vào một cái bản ghi nữa, insert student cột student id student name email values 7 hoàng hoàng mận hoàng một thông này. Email là thông a còng và bên chúng con hay là hoàng tôi xem cái dữ liệu cho chúng mình hoàng mạnh hoàng hoàng mạnh vinh đi chẳng hạn, vinh thì ở đây nếu mà cái cột phần email này mình để là vinh@gmail.com thì cái email này nó đã có sẵn rồi. Bạn không vinh này rồi, vinh@gmail.com có rồi này. Wow. Mà bây giờ mình lại chuyển một bản ghi mới rồi nó giống như vậy thì nó sẽ báo lỗi đấy. Đó, nó báo rằng là có cái sự xung đột của ràng buộc unique có tên là un email, cụ thể là không thể insert được một cái giá trị giống nhau ở trong cái bảng students, và giá trị duplicate ở đây nó là vinh@gmail.com. Câu lệnh đã được ngắt. Đấy. Thì nó sẽ đảm bảo được cái tính duy nhất cho mình. Và lúc này ta sẽ không cần phải chủ thủ công cho việc kiểm tra tính duy nhất đấy, và hệ thống nó mình đã cài đặt được cái ràng buộc duy nhất rồi, và mình chỉ được hoạt động thôi. Thì khi mà có hiệu ứng hay là có hiện tượng xâm phạm về cái tính duy nhất thì lập tức là sẽ báo cho mình biết.
Đấy. Thì thứ 9 là loại bỏ tất cả các ràng buộc, đó chính là khóa ngoại cho nước bạn. Thì để xóa xóa ràng buộc thì lúc này nó rất là dễ, tại vì là nó đã có các cái tên rồi. Đó, đã có tên rồi thì bất kỳ ràng buộc nào ta cũng đều xử lý được. Biết là nó có cái tên thì mình phải xóa cái tên nó là sao. Vậy thì đây cũng thế, nếu ta muốn xóa một cái ràng buộc nào đấy, và chính khóa ngoại hay là unique hay là default hay là check, thì chỉ để thông qua cái tên này ta xóa. Ví dụ như đây ta sẽ có là cái này là UN này. CKDF UN. Đó, có đủ cả. Bây giờ ví dụ như mình muốn xóa một cái dòng một khóa chính chẳng hạn. Thì ta có on to table student drop constraint. Sau đó tên. Ví dụ như là pk student id. Và mình muốn xóa cùng một lúc nhiều dòng buộc cũng được, phải un email phải ck h rồi df status đều được nhé, đều cùng một lúc xóa được nhiều này. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý là mình khi khi mà cái bảng hiện tại ở đây là bảng student mình đặt mà đang có sự tham chiếu từ bảng khác vào thì ta sẽ không thể xóa được khóa chính. Đó, khóa chính đấy vì là đang có bảng khác tham chiếu đến mà, thì xóa đi xóa khóa chính đi lập tức nó sẽ mất đi cái khả năng đảm bảo cái toàn vẹn tham chiếu, nên hệ thống nó sẽ cảnh báo, nó sẽ lỗi, nó sẽ báo lỗi và nó sẽ không cho mình xóa. Nên là trong trường hợp mà mình muốn xóa khóa chính ý, thì mình phải đảm bảo là không có bảng nào tham chiếu đến cái bảng hiện tại. Hay là không có bảng ghi nào tham chiếu đến cái bảng ghi hiện thời thì ok, xóa được. Đấy nha. Thì câu lệnh này nó sẽ xóa tất cả các loại ràng buộc khác nhau. Bởi vì nó đơn giản, nó chỉ cần thông qua tên. Có tên. Đó, thì đến đây thì đã nói xong đến các cái vấn đề. Đây là cái vấn đề số 9. Có bạn nào có câu hỏi gì không?
Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Ta sẽ xa đi cái bài bên này để cho ta xem sẽ có những kiến thức mới gì ta sẽ nói luôn. Đây sẽ có trong cái bài tập practical 2 này sẽ có khá là nhiều kiến thức mới. Ở đây thầy sẽ nói đến một số các cái ý nha. Ta có thể về nhà là ta làm được là nhất là ta sẽ có một cái kiểu gọi là kiểu mnemonic. Kiểu mnemonic này nó sẽ có hai cái đối số đưa vào là cái để là n và m đi, thì cái năm mới n nó sẽ là cái kiểu, nó là kiểu số số trong đó n là độ động trường, còn m là độ chính xác, tức là ta muốn hiển thị cái số nào đấy, thể hiện cái số nào đấy và số đấy được có độ động trường là bao nhiêu, đồng thời là có độ chính xác là bao nhiêu, thì khi đó ta có thể dùng kiểu năm mũi để thể hiện điều đó. Đây là đó. Đã. Thì để tí nữa thì sẽ có một cái ví dụ áp dụng cho nó, nhưng mà ta có ví dụ như ta kiểu là numeric chẳng hạn 6,3, có nghĩa là nó sẽ hiển thị được cái số và nó thể hiện được cái số mà có 6 chữ số bao gồm cả chữ số phần nguyên và phần đấy. Thế còn cái ba kia nó có nghĩa là số hiển thị có độ chính xác là ba chữ số sau dấu chấm đấy, chính xác là ba con số sau chấm. Thế và ở đây ta sẽ nói thêm một cái nữa là cái hàm convert. Hàm này sẽ có nhiệm vụ là đây nó sẽ có hai cái đối số cơ bản, một là kiểu duy nhất và hai là cái giá trị, nó sẽ có nhiệm vụ là chuyển đổi cái giá trị có kiểu sang kiểu số liệu, có
nghĩa là cái giá trị này nó đang có kiểu gì. Thì bây giờ mình muốn chuyển sang kiểu khác là mình sẽ dùng convert để mình chuyển được. Ví dụ như là ở đây ta có là select cell from max, ta sẽ có thông tin liên quan đến điểm số đấy. Bây giờ ví dụ ta muốn hiển thị cái điểm số ở dạng là có 4 chữ số bao gồm cả phần nguyên lẫn phần thập phân và độ chính xác là 2 con số sau chấm, thì ta có thể làm như sau: select convert sang numeric 4,2 đối với cái cột mắc kia. Lúc này các em sẽ nhìn thấy là điểm số sẽ được chuyển đổi sang dạng là numeric 42. Lúc này các em sẽ thấy các cái giá trị điểm ở đây nó sẽ có cái độ chính xác là hai con số sau đối chuẩn 8.00, 4.00, 9.00. Và nó sẽ dành cho 4 quả để nó hiển thị. Đó là nó sẽ hiển thị số có dạng 4 chữ số. Số, bao gồm cả phần nguyên lẫn phần thập phân. Thì đây các em nhìn thấy rằng là nó sẽ tức chỉ chính xác ra nó sẽ là 08.00 đấy, 04.00. Nhưng mà ghi 08.00 thì nó sẽ không ghi như vậy, nó chỉ ghi 8 thôi. Đó thì đây là một cái ví dụ về cái Ô, trời ơi, vừa bị ao à? Là thì thầy có gửi lại video sau nhé. Cái này là thầy vừa nói đến cái vấn đề đó là áp dụng cái convert cũng như là numeric vào trong vấn đề hiển thị. Thì ở đây cái convert ấy nó sẽ chuyển kiểu dữ liệu cho cột mắc này thì kiểu 5x 4 42, nhưng mà nó chỉ là chuyển đổi trong quá trình truy vấn thôi, là sự select thôi. Còn cái kiểu gốc của cột mắc này là kiểu là gì thì nó vẫn giữ nguyên, nó không làm thay đổi. Nó không làm thay đổi cái kiểu gốc đấy, mà nó chỉ là chuyển đổi kiểu trong quá trình truy vấn thôi. Thế. Ngoài ra thì ta cũng có thể có một cái hàm nữa để nó cũng có tác dụng chuyển đổi kiểu, đó là hàm cast. Cast nó cũng có tác dụng giống như convert. Nhưng mà cú pháp của nó sẽ khác một chút. Ví dụ ở đây ta sẽ có là select. À, tất nhiên ở đây là ta hoàn toàn có thể đặt đặt được bí danh nhé, bí danh ở đây đó, vậy như là điểm số đặt được bí danh nhé. Đó. Còn ở đây thì sẽ dùng cast, select cast. Lúc này thì cú pháp của nó sẽ hơi khác cho nên convert, cụ thể là cast mắt cast 4,2 bí danh cho nó max, thì ta vẫn có kết quả giống như convert thôi. Nhưng mà đây là ta đang dùng đến hàm cast để chuyển được kiểu.
Đấy là cái phần kiến thức mới. Thì nói thêm ở đây nhé, nói tiện là kiểu numeric vẫn là kiểu số nha, và hai hình thức chuyển đổi kiểu dữ liệu đó là hàm convert và hàm cast với các cú pháp tương ứng.